Rước đồng chí Lê Dũng. Anh chị ta muốn cái này được không em? Khỏi cái biển, để cái biển. Cái này chắc được rồi đó chị. Được rồi. Dạ, mà thấy mặc áo vest đầu bếp đồng hòa. Ở đây là mặc áo vest không á? Ồ, thứ vị không? Mẹ ai gì vậy? Mấy con chó này ghê quá mày. Hiền lắm. Hiền lắm. Hiền không? Ta mới xuống xe, ta mới mở mở cửa cái con nó đưa cái hàm ra liền. Hiền lắm. Con chó hù không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tao đâu mà đứng nhận đâu. Tao đứng nhận đâu. Tao đòi về thì lúc đó tính sau. Mình hà cho nó có cá rồi em. Anh nói em là mấy anh sẽ tội đi. Tôi không có đi chỗ đó.
cơ bản của tình báo. Quấn chết không khai. Tình báo là quấn chết không khai. Dù có cỡ nào đi nữa, một thằng trốn một căn hộ đó là không chịu. Thằng danh đó là nó thằng danh đó nó kêu đơn đi học khóa thì báo người ta nói là không thấy không nghe không biết anh có bị quên đâu chứ học quá gì không thấy không nghe không biết nhưng mà nó có gì khác không thấy nghe biết không nghe không nghe ngu ra cái không nói mà nó giống bút cơ quá. Xin ông mình nói nhận tao nói chuyện với mày nó có đem tiền nhiều không nó nói này đồng nam tiền nhiều chút nhưng mà đối với mấy thằng me đây chưa đủ. Sao vậy? Tao có cần nhiều hơn nữa. Ai? Chúng bọn. Chúng bọn.